Dạ trân trọng kính thưa Vong Ninh Hận, cụ Hà Bách Khai, thưa tang lễ. Vậy là sau khi nhận được tin cụ Hà Bách Khai, nay cụ thượng thọ 91 tuổi, cụ chút lại hơi thở vĩnh biệt cuộc đời cụ ra về cõi vĩnh hằng ngàn thu yên giấc nghỉ, cũng được sự yêu ái lời mời của gia đình tang chủ, anh em trong đoàn nhạc tang chúng con đến từ quê hương Quỳnh Phụ Thái Bình, đoàn trưởng Tiến Thảo trực thuộc cơ sở tang lễ trọn gói Trường Công đến từ quê hương xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Anh em chúng con tới đây trước hết thắp nên nén nhang trầm vĩnh biệt cụ, sau có lời chia buồn tới gia đình tôn tộc nội ngoại, lời chia buồn sâu sắc nhất của anh em trong đoàn nhạc tang. Trân trọng kính thưa Vong Ninh Hận cụ, thân nơi khoảnh khắc này tình cảm cha con, tình cảm ông cháu, tình cảm cụ chất, tình cảm nội thân ngoại nghĩa lúc này cũng vô cùng là ngắn ngủi. Thân nơi khoảnh khắc thời gian cũng chỉ còn từ giờ tới 8 giờ buổi sáng ngày mai là toàn thể các con, các cháu, các chất cùng người thân trong gia đình dòng tộc nội ngoại phải nặng nề tiễn đưa người cha, người ông, người cụ kính yêu của gia đình, người thân nhân của dòng tộc nội ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng. Cha kính yêu ơi, cha kính yêu ơi, đông là cánh hạ tàn thu mới bước sang, trăm hoa đua nở, lá vàng rụng rơi. Vội vàng chi mấy cha ơi, mà cha theo cánh hạc về trời hôm nay. Đời người thì muôn nỗi đắng cay, mà đau nào sánh nổi. Cha ơi đau nào sánh nổi đau này, cha ơi. Thần ơi, thế là trái tim của cha đứng lại rồi, bánh mi đã khép, màn trời đã buông. Thương cha thì xuôi nẻ chào tuôn, mà xót lòng anh em con cháu đau buồn thôn quê. Cha kính yêu ơi, thế là kể từ chiều mai sớm tối cháu con có đi về. Trời tiếng cha thời vắng đau nề nằm chúng con. Giờ đây cha của chúng con nằm kia mà âm dương cách biệt, cha nằm kia cha không đòi câu gì. Cha ơi cha nằm kia để cho anh chị em con cháu đau như cắt. Cha ơi nắp quan tài vẫn chưa đóng chặt, để mấy gian nhà nành nẻo năm cha ơi. Cha kính yêu ơi, giờ đây áo khăn tang của anh em con cháu đã đủ đầy gọn ghẽ. Cha ơi trước án tiền của cha chúng con xin quỳ gối ôm lại. Cha ơi lấy áo khăn và lòng đau buồn xóa, mưa tấm khăn mang bao nỗi nhớ không sinh thành. Cha ơi không sinh thành lặng tựa cụ não. Cha ơi giờ đây anh em con cháu đau đớn biết bao, công sức của cha chúng con muôn đời ghi nhớ cha ơi. Thần ơi thiên đạo người cha, người ông người cụ kính yêu của gia đình đã ra đi không còn nữa.
trước giờ phút đau thương tang tóc này, để đều về trước linh sàng của cụ có đầy đủ anh chị em con cháu hôm nay. Thần uy ninh áo khăn mà lòng đau muôn thuở. Trước giờ phút đau thương âm dương cách biệt này, để tiểu về trước linh sàng của cụ có đầy đủ anh chị em con cháu hôm nay. Thần ơi cha ơi ninh áo khăn mà lòng đau nhớ cắt. Để bước vào chương trình làm lễ phát khăn tang cho toàn thể thân nhân anh chị em con cháu của cụ, anh em trong đoàn nhạc tang chúng con trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho gia đình và tôn tộc nội ngoại nên thắp thờ cụ tuần hương, sau đó bê mâm khăn vái hai vái rồi phát khăn tang cho toàn thể thân nhân anh chị em con cháu của cụ. Xin trân trọng